Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Đây cập bến ngày hôm nay thì Minh Vũ về được cái dòng mixer của Mỹ Mackie 1642 VNZ3 rất đẹp các bác nhá. Giá đợt này thì cũng rất là ok, rất là rẻ. Có một con Yamaha MG16-4 hàng của Indo. Con này giá trên 3 triệu các bác nhá. Còn những con bàn mixer này giá trên 6 triệu đến hơn 7 triệu. Hơn 6 triệu và hơn 7 triệu. Còn rất là đẹp. Dòng này thì anh em mà đi số chậu đám cưới sự kiện kiểu kéo các kiểu thì không phải nghĩ luôn. Chất âm của nó rất là hay. Dòng này thì Minh Vũ bán rất là nhiều rồi. Và cái đời này của nó là đời cao hơn cái đời 1604 các bác nhá. Đấy, đời 1604 là đời thấp, còn cái dòng 1642 này là đời cao. Đây, như con này giá trên 6 triệu các bác nhá. Còn mấy con này giá từ đầu 7 đổ đi. Còn những con như mới thì mức giá sẽ là tầm 8 triệu. Em về được mấy con mic không dây, dòng mic không dây, đây tay của nó đây nhá. Đấy, mic Bayer hàng xịn nhá. Bayer hàng xịn luôn các bạn. Đây đầu thu của nó đây. Đấy, 1,8 triệu một bộ. Bao hay anh em nhá. Đấy. Côn kia các thứ còn zin. Đây là bộ này tay zin này. Tay sơn zin này. Đây, còn dòng này là tay da cá. Cái tay này là thay vỏ rồi các bác nhé. Nhưng mà vỏ này nó đắt hơn cả cái vỏ chưa thay. Nhưng đồng giá như nhau hết, 1,8 triệu. Đây, em có một con đơn tiếng đây. Giá 1 triệu nha các bác nhé, 1 triệu. Đấy, đơn tiếng hàng của TD Cotic. Anh em nhìn bên vị này, giá quá rẻ luôn, em bán thánh ý cho quá. Chỉ có 1 triệu thôi. Con này thì có bắt Bluetooth này, USB, đấy, cổng quang, các kiểu anh em mà bắt nhạc không dây thì kết nối vào cái con nâng tiếng này để phát nhạc nhá. Rất là tiện lợi. Anh em đang sử dụng thiết bị mà chúng ta muốn kết nối điện thoại không dây thì sử dụng con vang này, giá chỉ 1 triệu thôi. Loa Eric, loa Eric của Đức, bass 30, KF 12, tép của Đức luôn, DMS, nói chung bass tép của Đức nhá, họng gang đúc, họng titan, đẹp xuất sắc, đẹp trên 90%, em còn một cặp, các bác nhá, giá 11 triệu rưỡi. Còn loa lắc bát tép của Ý, BMC, em cũng còn một cặp này, như mới luôn, đẹp xuất sắc các bạn nhá. Đồ xịn, nhìn nó chất lắm. Cũng đồng giá 11,5 triệu. À, con này 11,8 triệu các bạn nhá. Xin lỗi, 11,8 triệu chứ không phải 11,5 triệu. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em. Đây, sắp tới em về thêm cái mẫu loa Timo Pro dòng thương hiệu của Pháp. Con này bát của Ý nhá, bát của Ý, chép của Anh, chép của Anh Sennison. Là đợt này giá rất là rẻ, giá 10 triệu đôi này các bác nhá, 10 triệu, hàng xịn, zin, bao zin bao xịn cho anh em. Đây, tiếp tục cập bến cho các bác cái mẫu vang số cao cấp nhất hiện nay và cũng là dòng hay nhất hiện nay của hãng Patti Howe. Nhưng cái bản này dành riêng cho thị trường nội địa nhá. Bản này hay nhất rồi. Rất đẹp. Đấy. Mặt mũi không vết xước luôn, như mới các bác nhá. Hàng bãi như này là hàng quá tiền chọn. Đấy các bác nhìn này, như mới. Mặt mũi không có một vết xước nào luôn, còn nguyên cả ni lông gắn ở mặt này. Đẹp đến cái mức như thế này không ạ? Các bác muốn đánh đồng bộ loa này, đẩy angle này, đánh con này. Dòng này thực ra thì nó cũng là dòng angle các bác nhá, nó chỉ khác cái tên thương hiệu thôi. Là dòng Timo. Của nó là dòng angle. Đây. Đồng bộ luôn, rất là hay. Các bạn, cực kỳ hay luôn. Con đẩy này thì mức giá hơn 4 triệu các bác nhá. LA 600. Hàng xịn. Và quạt con này chạy rất là êm, êm lắm. Tiếng thì rất là hay, chạy sò trường là JBK.
anh em ghép con vang này với lại bộ mic như này nữa thì chấm hết luôn 2 triệu một bộ các bác nhé. Mic này hay lắm, bài ơi. Đây, đồng bộ với vang luôn, 2 triệu một bộ. Rồi các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho mình Vũ nhé. Rồi em chào các bác nhá.